Xuống đó, đang xuống. Cái này là bạn Linh đang làm dàn giáo đứng ở ngoài để làm cây lên các bạn. Để đưa cây rồi mình bào, mình làm cái khung. Đó, ngay chỗ bạn Thành ngồi đó các bạn, bạn áo đỏ số 7 đó là mình làm dáng cao lên luôn, cao lên tới mí trên luôn, mí này nè. Đó. Cao lên tới đó rồi mới khoét cửa sổ cho gió lùa vô cho khách ngồi mát. Phải làm dàn giáo rất là kỹ. Bữa nãy mình có đứng lên thử thì nó còn bập bên nên Linh thêm một cây nữa cho nó chắc các bạn. Thank you.
lên lên cho thêm cây nữa đi cưng. Bên đây cưng cho ba cây, bên đó cưng cho có hai cây lên. Khoan đi cưng. Kệ, vì sự an toàn của mình Linh yêu ơi. Nên là chiếc ghe lưới bay này, ghe lưới bao, hôm nay là chiếc ghe lưới bao này là làm keo các bạn. Thì trên bào là có 4 anh, trên ghe biển là đang có 4 anh thợ đang mài lớp keo cũ ra để lắp lại keo mới nguyên con đó bạn. Thì anh đã mài xong phần trước mũi rồi, giờ hôm nay đang mài phần chính giữa. Tất cả công việc này là như mình đã nói là các anh thợ làm giữa trời nắng luôn các bạn, không có một cái thiết bị bảo hộ nào hay là mái che gì cho mát đâu các bạn.